đất mình rất là đẹp, nhưng mà con cái thì cỏ rất là nhiều. Tại cô bán bánh xèo thì chú này cũng lớn tuổi rồi, nó không có làm nổi nữa chị. Còn đứa con trai á, thì đi làm xa, lâu lâu mới về chị nha. Bất sản đặc biệt kính chào quý khách hàng. Hôm nay em về đây là ở ấp Keo, xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Để đến chị một miếng đất đang trồng mít, đang có trái chị ha. Và một số cây dừa thì chưa có trái chị nha. Với ngang diện tích anh chị là 25m, chiều sâu là 40m nha. Lên tổng diện tích là 1000m2 chị nha. Ở đây có hai hướng cho anh chị để coi tuổi để xây nhà ở hay là xây biệt thự ha. Một hướng là hướng đông nha anh chị, còn một hướng nữa là hướng bắc nha. Ở đây là kêu bằng đường nhựa huyện 33 anh chị ha. Anh chị đi thẳng đường này anh chị là khoảng là một cây 8 số nữa là đụng tới chợ Dòng Dứa, quốc lộ A anh chị nha. Đây là cái vị trí nè. Ở đường rất là dễ đi anh chị, thẳng một đường là tới chị ha. Ở đó thì có chợ, trường học, ủy ban, nhiều tiện ích khác nằm ở đây anh chị ha. Còn anh chị ở khu vực như là thành phố Hồ Chí Minh đó chị, nếu tính từ bến xe miền Tây đó chị ha. Rồi em đưa cái vị trí luôn để cho anh chị mình thấy rõ nha. Từ bến xe miền Tây đó về tới đất vườn của mình là 65 cây số. Anh chị đi đường cao tốc xe ô tô là 1 tiếng 22 phút, còn nếu mà đi xe máy thì xa hơn chị ha, khoảng gần 2 tiếng đồng hồ mới tới chị nha. Ra quốc lộ A anh chị về phải là về thành phố Mỹ Tho anh chị ha, là 7 cây số nha. Còn về phải là về Cây Lậy, Cần Thơ, Vĩnh Long anh chị nha. Đất mình hiện tại là đất lúa nước, chủ sẽ chuyển cho mình là đất cây hàng năm khác hay là lên khu cư cũng được chị ha. Cái đường vô đất mình là 3m anh chị ha. Rồi để quay hướng ngược lại cho chị xem ha. Còn nếu chị đi hướng qua bên đường nhựa này thì anh chị về chợ Long Định, ở đó có trường học, ủy ban, ngân hàng và rất là nhiều tiện ích, là đi khoảng là 2 km là tới anh chị ha. Còn hướng đường nhựa này ngược lại đường huyện 33 thì anh chị khoảng là 3 cây số nữa anh chị sẽ lên tới đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thần anh chị. Rất là tiện cho anh chị đi ha. Nếu anh chị ở Sài Gòn thì mình đi cao tốc Trung Lương Mỹ Thần, ở đây có đường dẫn xuống 3 cây số thôi là tới, là đi gần hơn đường quốc lộ A nữa chị nha. Rồi có hướng này là anh chị đi vô đất mình nè, để em chạy từ cái chỗ vị trí ngã tư đường nhựa đây vô đất luôn để cho anh chị mình nắm rõ những đường xá và hàng xóm luôn nha. Đây là cây cầu Kinh 8 thước ấp 3 chị ha, cho xe là khoảng 3 tấn rưỡi anh chị ha. Rồi không để mất thời gian của anh chị và cô chú nữa, em sẽ chạy chỗ ngã tư này ha, vô tới đất luôn để cho anh chị mình tham quan đường xá nha. Rồi em xin mời anh chị ha. Đây nó có bảng cổng chào ấp Quan Hóa 3 nè anh chị. Đây có bán tiệm thuốc tây nè, rồi bán nước nè. Đây đường nhựa này buôn bán rất là tấp nập vậy ha. Cái đường này kêu bằng đường nhựa Kinh Kháng Chiến Tây 2 anh chị. Còn nếu mà anh chị đi thẳng này khoảng 4 km nữa sẽ đụng tới cầu Chợ Bưng, lên chỗ cao tốc về thành phố Hồ Chí Minh đó chị nha. Rồi mình đã tới vị trí đường đi vô đất rồi chị nha. Rồi để em chỉ cho anh chị xem ha. Ở đây thì bắt đầu mình đi vô đường này chị. Đây đây thì buổi sáng thì chủ nhà này chị bán bánh xèo ở đây anh chị nha. Thì giờ nghỉ rồi, bán buổi sáng thôi anh chị nha. Cái cầu này là hiện tại đó là 2,5m chị ha. Đó, nếu mà chị xếp ô tô 4 chỗ mình vô được chị ha. Cái cầu nó là mình đi chung với chủ nhà luôn. Chủ nhà để bán bánh xèo. Giờ là chủ bán cái miếng đất sau căn nhà chị ha. Nếu mà cái này đó mình có hư thì chỉ có cái chủ nhà với mình là tu bổ sửa thôi. Chỉ có 2 hộ đi thôi nha anh chị nha. Trong đó rất là rõ cụ thể cho anh chị mình nắm nha. Chủ ký gãi giá bán anh chị là 600 triệu chị ha. Là 1000m2 nha anh chị. Hiện tại thì chủ đang ở thì không chỉ được ha. Mình đi đây. Đó chị, cái chòi này thì tạm thôi để mình đổ bánh xèo anh chị buổi sáng anh chị ha. Thì nếu mà anh chị mua thì chủ sẽ dỡ cái chòi này đi. Đó là 3m qua đây chị nha. Rồi em xin mời anh chị ha. Em đi vô bên trong từ từ để cho anh chị mình tham quan nha.
cái 3 mét đó là thẳng vô đó là mình đổ đan đó là mình tự mình mua mình đổ chị ha. Chủ cho mình là 3 mét đưa vô tới đất luôn chị nha. Đó, từ chỗ mà đường nhựa vô tới đất là khoảng các 70 mét rồi chị, chưa tới 100 mét đâu chị nha. Rất là gần, tại vì em đi bộ hơi chậm để cho anh chị mình thấy rõ cái đường để vô cái đất mình ha. Đây, khu vực này là chủ sẽ dọn hết cho mình chị ha. Cho mình là 3 mét đi vô đất nha. Em xin nhắc lại một lần nữa là cái cầu á là mình đi chung với chủ nhà ở bên đây anh chị ha. Chủ nhà là chủ bán bánh xèo á, là chủ đất luôn anh chị nha. Đó, chỉ có họ hai hộ thôi. Nếu mình đi mua đất này thì có một hộ là chủ đất này là chủ bánh xèo á, hai hộ quá anh chị. Đó, anh chị thấy rất là rõ ha, đất rất là rộng. Nhưng mà em xin nhắc lại là đường này đó là chủ cho mình là 3 mét nha, đi vô. Còn cái mình đổ đất xanh hay là đổ đan gì đó thì là mình đổ cho chị ha, chủ không có đổ cho mình nha anh chị. Lúc trước thì cái miếng đất này anh chị thì chủ đã có ký gửi bên em bán rồi chị ha. Đó, lúc trước thì em cũng lên test quy hoạch cho chủ luôn. Ở đây thì không có quy hoạch gì hết, nhưng mà ở đây đó là được cái là em test quy hoạch luôn rồi, là lên được cây hàng năm khác và lên thổ cư luôn chị ha. Em nói rất là cụ thể chi tiết cho anh chị nắm ha. Có gì anh chị có kết bạn Zalo em và để em tư vấn và để gửi sổ và gửi thông tin cho anh chị ha. Ở đây có một cái ao nữa chị. Cái ao này mình phải làm cái đường ha, mình cái ao mình phải đắp luôn chị nha. Đó là 3 mét mà vô tới đất. Rồi để chỉ ranh giới cho anh chị mình nắm nha. Qua cái mương này đó là bắt đầu là tới đất rồi anh chị. Rồi đã tới đất rồi anh chị nha. Đây, cái mặt em đứng đây nè anh chị ha, cái mặt này thì có 25 mét thôi. Đây, từ vị trí đây anh chị ha, có cái trụ bê tông nè anh chị không, bên tay trái màn hình đây nè anh chị. Đây có trụ bê tông, nó tính từ chỗ vị trí đây nè anh chị nha. Đây có trụ mà nó ngã rồi anh chị, chỗ này có trụ ngã rồi. Thế cái mặt này thì có vô chỗ cái anh đang đứng anh chị, nó có cây cây cao cao anh chị, là đó là ranh giới cuối cùng là mặt mình là 25 mét. Cái hướng mình nếu mà xây nhà bên đây đó, bên trái á, là cái hướng đông, còn hướng em đang đứng đây là hướng bắc. Đó cả hai hướng cho anh chị mà mình xây nhà ha. Cái vườn mình á, thì hiện tại thì chưa có hàng rào chị ha, chỉ có một cái hàng rào ở mé ở chiều sâu là 40 thôi. Cái hàng rào đó thì có rồi, còn cái mặt trước mặt bên trái và ở phía sau thì chưa anh chị nha. Đây, cái mặt này là 40 mét anh chị ha. Anh chị rất là yên tâm nha, cái này thì đã có sổ riêng rồi đó, mình rất là yên tâm anh chị ha. Rồi để quay lại cái đường này mình vô khoảng 70 mét chị đó, rất là gần nha anh chị ha, tại em đi bộ thấy xa thôi. Đó, cái đường này là 3 mét nè, đó đi thẳng ra tới cầu luôn, ra tới đường nhựa luôn. Là chủ cho mình là đường là 3 mét, nhưng cái đường đó là chủ nó là mình tự làm với chủ, không có đổ bê tông vô cho mình nha anh chị ha. Còn cái cầu thì mình đi chung với chủ nhà luôn, chủ là chủ bán bánh xèo luôn anh chị nha. Là cái nhà này đây, ở đây thì có cây ổi nè chị. Wow, ổi nè, rồi có mít nè, có hai cây dừa chết rồi anh chị. Bữa em vô thấy có mà chết rồi, giờ có mít với thấy có một số cây ổi thôi. Trên đất mình đó chị thì không có mồ mả, không có vướng dây điện câu thế gì anh chị nha. Đất mình rất là đẹp, nhưng mà con cái thì cỏ rất là nhiều. Tại cô bán bánh xèo thì chú này cũng lớn tuổi rồi, đó không có làm nổi nữa chị. Còn đứa con trai á, thì đi làm xa, lâu lâu mới về chị nha. Giá này là hạ giá rồi anh chị, lúc trước là chủ kêu cao giá này anh chị ha. Giờ chủ hạ giá thì kẹt làm ăn quá, nên chỉ còn có 600 triệu thôi, là 1.000 mét vuông với 25 mét sâu vô là 40. Rồi để em chỉ cái ganh ha, cái ganh mặt 25 mét cho anh chị xem luôn. Đó, bên tay trái mình nó có mấy cái màu, cái màu đó đất của người ta, không phải của mình anh chị nha. Đây, chị không có tụ bê tông ở bên tay trái chị không, màn hình đó. Đó là ranh giới mặt 25 mét anh chị ha. Nó quay rất là kỹ cho anh chị mình thấy rõ ha. Phía sau chưa có gạo chị nha. Rồi để em đi vô bên trong để cho anh chị mình tham quan tiếp nha. Xung quanh cái vườn mít và ổi của mình á, thì đã có hệ thống bếp quay tự động hết anh chị nha.
đó mình về mình cải tạo lại xíu, mình sửa mấy cái ống đó chị, có một số cái ống nó bị nghiêng ngã chị, đó mình về cải tạo lại nó mới hoạt động anh chị ha. Còn một số nó vướng cái bị bẻ á, nó hoạt động không có hết cái vườn mình anh chị. Đây cỏ rất là nhiều anh chị, mấy nay dưới Tiền Giang mưa rất là lớn nên là cô chú này cô không có làm nữa chị ha, cỏ rất là nhiều. Rồi để em lại gần để em chỉ cái ganh cho chị mình nắm rõ luôn nha, tại vì đất mình chưa có hàng rào anh chị. Đây có tụ bê tông nè, để em quay gần gần cho chị thấy rõ hơn. Tụ bê tông bên tay trái màn hình đó chị, cao khoảng là 1 mét anh chị ha. Đây là cái ganh mặt 25 mét nè, nên em quay gần cho chị xem á. Còn cái chiều sâu 40 á thì em không có vô trong được chị ha, tại vì cỏ rất là nhiều, tùm quá, rất là cao nữa chị, rất là khó đi. Để quay gần luôn để cho anh chị mình thấy rõ nha. Ở bên tay phải chiều sâu á, cái đuôi anh chị thì có cái hàng rào rồi, để quay gần cho anh chị xem. Đây chị thấy không, có hàng rào rồi, có tụ bê tông luôn nè, gắt ganh với cái vườn thanh long kế bên luôn, rất là dễ biết chị ha. Nó có tụ bê tông chị thấy không, gắt ganh với cái vườn thanh long anh chị. Đang quay rất là kỹ từng chi tiết để cho anh chị mình thấy rõ cái miếng đất của mình cần mua anh chị ha. Rồi để em tạm dừng được video ha. Anh chị hoặc cô chú nào quan tâm cái vườn mít nằm ở xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang này thì liên hệ bên số điện thoại màn hình nha. Bên em có nhân viên dẫn coi trực tiếp và gặp chính chủ để mình thương lượng cái giá hợp lý để mình mua cho anh chị. Em xin nhắc lại cái giá một lần nữa ha, là chủ ký gãi là 600 triệu nha, là 1.000 mét vuông. Với ngang tích là 25, chiều sâu là 40. Hiện tại thì đất mình đã có sổ riêng rồi anh chị nha. Và em đã test quy hoạch luôn rồi. Là đất mình là hiện tại là chuyển được cây hàng năm khác và lên thổ cư luôn. Đó, anh chị rất yên tâm vấn đề đó ha. Anh chị và cô chú kết bạn Zalo em để tư vấn và hỗ trợ cho anh chị nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở phần video tiếp theo.